Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor nhập khẩu công nghệ Úc. Sản phẩm sau là động cơ điện không đồng bộ, điện áp 3 pha 380V, công suất 2 ngựa 1,5 kW, tốc độ 2850 vòng trên phút, hai cực điện. Khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất của motor là 90mm, đường kính cốt trục là 24mm. Motor 3 pha có chế độ đấu điện sao và tam giác. Cường độ dòng điện định mức khi đấu sao là 3.5A, khi đấu tam giác là 6A. Motor có chế độ làm mát toàn phần cả bên trong và bên ngoài. Hệ số bảo vệ bùi nước IP55 cao cấp hơn các motor thông thường. Motor có thể hoạt động tốt trong nhiệt độ từ 0 đến 50 độ C nhờ có chế độ làm mát toàn phần cả bên trong và bên ngoài. Rotor và stator làm từ tôn silic xanh cán nguội tạo độ thẩm thấu từ cao, giúp sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Dây đồng quấn bằng máy quấn dây tự động CNC. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách cần lưu ý: khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 100mm, khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 140mm. Hiện tại đã có hơn 10.000 nhà máy sử dụng sản phẩm của Minh Motor. Kính mời quý khách liên hệ để nhận sự tư vấn tốt nhất.